Anh Ngao ơi, sang nhà thầy U em ăn cơm. Nhà không có cơm mà phải sang đây. Ô hay, anh ăn nói buồn cười thế. Hôm nay thầy U em làm mâm cơm cúng cái mả mồm, có lời mời thì phải sang chứ. Cúng mả mồm là cúng cái gì? Sao não anh cứ phẳng tít thò lò thế? Người đâu toàn nảy số lùi thôi, phải biết suy luận ra. Có vấn đề gì nói tuột móng heo ra, cứ ậm à ậm à. Mưa thì mưa luôn, sấm chớp làm cái gì? Người khôn ăn nói nửa chừng, để cho kẻ dại nửa mừng nửa lo. Ý em là bảo anh ngu chứ gì? Dỗi. Em thương, em thương. Em có nói chồng của em là ngu đâu, chỉ hơi cám hấp trên vung một tí thôi. Dỗi tiếp. Anh trẻ con nó vừa thôi nhá, còn bé bỏng gì nữa đâu. Tóc trên tóc dưới bạc hết cả rồi, hơi tí là dỗi. Tính tôi nó thế, cô không thích thì cũng không phải thích. Em thì coi như là sống chung với lũ, còn người ngoài, người ta nhìn vào người ta cười, người ta đánh giá cho. Mặc kệ ai nói ngả nói nghiêng, lòng mề anh vẫn vững như kiềng ba chân. Anh mà là con em ấy thì cho 5-7 cái đòn gánh nghiêng rồi, ở đấy mà dỗi với hờn. Lại dỗi. Thôi, con cũng lạy bố trẻ, bố đi cùng con, tối khắc thưởng. Nhớ đi nhé, có thưởng là hết dỗi ngay. Quái lạ, sao đàn ông ai cũng thích cái vũng trâu đầm ấy nhỉ? Ai nhông đồng sắt vụn đổi quế rồi kéo cái con đây. Chén ơi, đâu rồi, nhà có gì bán không đây? Có gì mà cuối năm mở hàng treo nào? Cô Huê đồng nát đấy à? Có mỗi thân già đây, cô có mua thì mua. Chán thế, thế thôi em về đây, khi nào có cái gì bác để cho em nhá. Thôi em về nhá. Về nhá, tôi không tiến. Vào sắp cơm đây. Cơm nước xong chưa đây? Sắp xong hết rồi đây. Nhanh nhanh cái tay lên, vợ chồng Ngao ốc nó sắp sang rồi đây. Lắp motor và mông chạy long sòng sọc từ đầu giờ chiều đến giờ đây. Sao không gọi vợ chồng con ốc nó sang nó làm giúp, có phải là nhanh không? Ngán nhà cái anh Ngao lắm, đã bụng thối bụng nát lại còn hay dối. Tưởng rể quý của bà cơ mà, ngày xưa lúc nào cũng tấm tắc khen ngoan. Mới đầu thì cũng ngoan ngoan, nhưng mà càng ngày càng lòi ra nhiều cái tinh hoa hâm dở. Mình biết để bụng thôi nhá, đừng có nói với nó, kẻo nó lại về đây nghiến con ốc đây. Biết rồi. Dạ, con chào thầy. Anh Ngao sao đấy à? Ngồi xuống đây. Uống với tôi chén nước xem nào. Bố ơi, xong xuôi hết chưa bố? Đợi mỗi anh chị khiêng cái mồm sang thôi. Vào trong nhà bê ấm nước ra đây. Vâng. Hôm nay nhà mình cúng mả mồm hả thầy? Thì nấu nướng cúng cái mồm này chứ mả gì. Thế làm con mua oan hộp bánh. Dạ, nước của bố đây. Bố xin, tôi vào trong nhà chuẩn bị dọn dẹp ra để đoái chén. Vâng. Anh uống nước đi. Con xin. Làm gì mà anh cứ bú như voi uống phi la tốt thế? Thôi cả nhà dùng cơm đấy.
Hôm nay ngao ốc đến nhà ta, thầy U có đĩa giò pha đãi mồm, xin mời. Hai đứa dùng đi, giò này mẹ mới mua hôm kia đấy, ngon lắm. Dạ, cả nhà mời cơm. Mời cơm cả nhà. Anh Ngao dạo này còn thi đấu bên mảng số học không? Còn thì bỏ đi, không đến lúc chiếu manh cũng không có mà nằm đâu. Chuyện của con thầy cứ quan tâm làm cái gì? Chuyện của anh cũng là chuyện của con gái tôi, mà thầy khuyên tốt chứ có khuyên xấu đâu mà bưng cái thớt ra sớm thế. Giỏi đánh tránh miếng ăn, nó phật ý bỏ về bây giờ đây. Ngao ơi, bà bảo Ngao này dính vào đè đóm có ngày ra đê. Cờ bạc thì đừng có đam mê, xa chân lỡ bước khéo lại về con số không. Bà nói đúng đấy anh. Ăn miếng không ngon. Rồi. Ồ thế về thật à? Đang ăn lại bỏ bữa. Cái thằng hơi tí là dỗi hờn, tự ái cao thế. Đã biết tính nó thế rồi lại còn khổ lắm cơ. Ngao ơi, cầm đĩa giò đi mà ăn dọc đường. Dỗi hờn làm gì cho nó khổ cái dạ dày, tự ái cho lắm có ngày mốc răng. Cầm lấy.